Cũng trong ngày 27 tháng 2 năm 2023, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng phòng khám đa khoa Bình An, Hội Đông y thành phố, Trạm y tế phường Núi Sam, xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023 tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong toàn đơn vị. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của các đơn vị, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí mong muốn các trạm y tế, hội đông y thành phố, phòng khám đa khoa Bình An trong thời gian tới tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các kiến thức về y tế cho nhân dân để thực sự mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ ngành y tế là một tuyên truyền viên giỏi. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu.